Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, lịch sử thế giới. Chỉ trong vòng một tháng vừa qua, làn sóng biểu tình và bạo loạn tại Nam Á đang lan rộng với tốc độ chóng mặt, lần lượt từ Bangladesh, Campuchia và bây giờ chúng ta có thêm Indonesia. Còn quá sớm để nói rằng đây liệu có phải là một phong trào mùa xuân Ả Rập phiên bản 2.0 hay không. Thế nhưng, khi nhìn vào tình hình của Indonesia, người ta sẽ thấy được nhiều hơn một vấn đề. Đã có nhiều giả thuyết cho rằng những kẻ đứng sau cuộc bạo loạn và đốt phá ở Indonesia không hề nhắm tới đạo luật sửa đổi, mà là họ nhắm tới phong trào ly khai khỏi chính quyền Jakarta. Vậy thì phong trào ly khai tại Indonesia diễn ra như thế nào? Và tại sao lại xuất hiện phong trào này? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Một Myanmar song song. Đầu tiên, xin mời các bạn cùng nhìn vào bản đồ Indonesia. Như các bạn có thể thấy, đây là một quốc đảo rộng lớn với diện tích và dân số lớn nhất Đông Nam Á. Vậy nhưng kể từ khi giành được độc lập cho tới nay, Indonesia liên tục phải đối mặt với các phong trào ly khai. Dù là chính quyền độc tài hay là qua bầu cử, là chính quyền quân sự hay chính quyền dân sự, thì ngay ở thời điểm hiện tại, khi cuộc bạo loạn mới diễn ra tại Jakarta, nó cũng được xem là có dính líu tới phong trào ly khai. Tính từ năm 1949, tức là khi họ vừa giành được độc lập từ tay người Hà Lan, cho tới nay, đã có ít nhất là 6 phong trào ly khai diễn ra tại Indonesia. Chỉ khác có một điều là trái với cảnh nội chiến như tại Myanmar, thì Indonesia vẫn ổn định. Đó là vì do phe chính phủ vẫn là phe mạnh nhất. Họ đã có một cuộc chiến âm ỉ kéo dài hàng thập kỷ với nhiều nhóm chiến binh ly khai và các phong trào biểu tình, bạo loạn, đòi tách khỏi chính quyền. Hiện nay thì các phong trào ly khai tại Indonesia gồm có phong trào ly khai Aceh, phong trào ly khai Papua, phong trào ly khai quần đảo Riau, phong trào ly khai Bắc Sulawesi và phong trào ly khai Nam Maluku. Và bước ngoặt lớn nhất trong các phong trào ly khai ở đây, đó chính là sự ra đời của một nhà nước mới có tên là Đông Timor. Trong trường hợp bạn nào hỏi là tại sao lại có nhiều phong trào ly khai như vậy mà họ chưa rơi vào cảnh nội chiến như Myanmar hiện nay ấy, thì câu trả lời là không phải là không có, mà là nó vẫn đang diễn ra âm ỉ và dưới nhiều hình thức khác nhau, chỉ khác là không có khởi nghĩa vũ trang mà thôi. Mấu chốt để cho Indonesia giữ được các tỉnh này, đó là vì quân đội của chính quyền Jakarta đang rất mạnh. Tại Aceh, nơi đây ngoài nổi tiếng là địa ngục dành cho giới LGBT ra, thì còn có một cuộc chiến ly khai kéo dài gần 3 thập kỷ giữa chính quyền Jakarta và quân đội ly khai. Năm 1953, người dân Aceh đã từng nổi dậy đòi độc lập sau khi Tổng thống Indonesia khi đó là ông Sukarno không thực hiện lời hứa cho phép họ có quyền tự trị theo đạo luật Sharia của người Hồi giáo. Không những vậy, ông ta còn sáp nhập luôn tỉnh này với tỉnh Bắc Sumatra. Lãnh đạo phe ly khai khi đó là Daud Bawre Uwe đã thực hiện một cuộc chiến du kích kéo dài liên tục trong vòng 3 năm, buộc chính quyền của Tổng thống Sukarno phải trả lại lãnh thổ ban đầu cho người Aceh và trao quyền tự trị theo luật Hồi giáo cho họ. Tuy nhiên, đến những năm 1970, phong trào ly khai lại bùng phát tại đây do vấn đề phân phối lợi nhuận dầu mỏ không đồng đều giữa chính quyền trung ương và người dân bản địa. Vậy là người Aceh lại đứng lên nổi dậy một lần nữa vào năm 1976 do Muhammad Ditiro lãnh đạo. Tuy nhiên lần này, quân đội Indonesia đã có sự chuẩn bị từ trước. Họ liên tục mở các chiến dịch càn quét lớn và quyết tiêu diệt phong trào này, bất chấp cả những tội ác chiến tranh. Cứ tưởng là sẽ đánh nhanh, thắng dễ, khi năm 1979, lực lượng ly khai đã bị dồn tới chân tường. Tiro thì phải chạy trốn sang Thụy Điển. Tuy nhiên đúng lúc này, phong trào này đã nhận được sự giúp đỡ từ lãnh đạo của Libya, cách đó hàng ngàn km, đó là Muammar Gaddafi. Kể từ năm 1985, họ liên tục nổi dậy với lực lượng khoảng gần 2.000 chiến binh được phía Libya lãnh đạo. Đỉnh điểm là đến năm 1998, Jakarta đã phải huy động tới 50.000 quân với đủ mọi loại vũ khí hạng nặng đến khu vực này để chống lại hơn 5.000 chiến binh ly khai. Và cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục bế tắc, không phải vì lực lượng của Indonesia quá mạnh, mà là do một cơn sóng thần diễn ra tại Aceh hồi năm 2003. Cơn sóng thần này đã cướp đi sinh mạng của 170.000 dân thường, 500.000 người mất đi nhà cửa. Cơn sóng này đã đánh thẳng vào đại bản doanh của lực lượng ly khai, khiến cho gần 2.000 chiến binh thiệt mạng. Lực lượng ly khai tại đây đã phải chấp nhận đàm phán vào năm 2005.
quân đội Indonesia đã phải rút quân khỏi Aceh, giữ nguyên thỏa thuận đã được ký kết dưới thời Tổng thống Sukarno, thiết lập lại nền hòa bình. Đương nhiên là chính quyền Jakarta đã đồng ý. Tuy nhiên, đây lại là một quyết định sai lầm. Cho tới năm 2013, phong trào ly khai tại Aceh lại có dấu hiệu bùng phát, khi người dân ở đây đòi dùng cờ của phong trào ly khai thay cho quốc kỳ của Indonesia. Và đương nhiên là chính quyền đã không đồng ý, và những cuộc biểu tình thì lại bắt đầu. Cho tới nay, Indonesia vẫn phải thường xuyên duy trì từ 15.000 đến 25.000 quân chính quy ngay sát tỉnh này để đề phòng cho tình huống xấu nhất xảy ra. Khi ngọn lửa tại Aceh chỉ vừa mới nguội đi thì những ngọn lửa khác lại tiếp tục bùng lên. Tại quần đảo Riau, người Malaysia đòi ly khai do chính sách phân biệt đối xử và chính sách di dân của Jakarta, khiến cho người Malaysia ở khu vực này từ đa số thành thiểu số. Tại Bắc Sulawesi, bán đảo của người theo Thiên Chúa giáo, giáo dân tại đây cũng đã đòi ly khai do làn sóng di dân của người Hồi giáo. Còn tại Nam Maluku, khu vực này thì gần như kiểu chia bảng cho hai phe Thiên Chúa giáo và phe Hồi giáo xét kèo biểu tình đánh lẫn nhau. Và nghiêm trọng nhất là tại Papua, ngọn lửa ly khai nó mạnh không kém gì Aceh. Sau khi chính quyền Hà Lan rút khỏi New Guinea thuộc Hà Lan vào năm 1962 và chính quyền Indonesia tiếp quản vào năm 1963, phong trào tự do Papua đã tiến hành một cuộc chiến tranh du kích cường độ thấp chống lại chính quyền Indonesia thông qua việc tấn công vào quân đội, cảnh sát và cả dân thường. Những người ly khai tại Papua đã tiến hành các cuộc biểu tình và các nghi lễ giương cao lá cờ đỏ độc lập hoặc là kêu gọi thành lập liên bang với Papua New Guinea. Họ còn cáo buộc lực lượng chính phủ Indonesia đã gây ra bạo lực bừa bãi và đàn áp quyền tự do ngôn luận của họ. Indonesia đã bị buộc tội là tiến hành một chiến dịch diệt chủng cư dân bản địa. Ước tính là có khoảng 300.000 người Papua đã bị lực lượng an ninh Indonesia sát hại. Một tính toán khác thì cho thấy con số này có thể dao động từ 500.000 người đến cả 1 triệu người. Đó là còn chưa kể với vô số các cáo buộc rằng binh lính Indonesia đã xâm hại phụ nữ bản địa và phạm nhiều tội ác chiến tranh. Đây cũng chính là ngọn lửa ly khai đang cháy dữ dội nhất tại Indonesia ngay ở thời điểm hiện tại. Nhìn chung, nếu xét về vấn đề ly khai, Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng không kém gì Myanmar, với những ngọn lửa đang cháy rất âm ỉ và nó chỉ trực chờ có cơ hội là sẽ bùng cháy dữ dội hơn. Indonesia thì chỉ khác ở một chỗ, đó là cho tới nay, quân đội của chính phủ Indonesia mạnh hơn quân của chính phủ Myanmar rất nhiều. Hơn nữa, nhìn vào mặt khách quan, họ là một quốc đảo được bao quanh bởi nhiều đại dương, cho nên rất khó để có một nước lớn hay một thế lực hùng mạnh nào có thể nhúng tay vào đây. Ngọn lửa âm ỉ. Để lý giải nguyên nhân dẫn đến việc Indonesia có nhiều vết rạn nứt từ bên trong như vậy, chúng ta cần phải nhìn lại cách mà họ giành được độc lập. Nếu Myanmar chỉ phải đối phó với vấn đề có quá nhiều sắc tộc, thì Indonesia phải đối mặt với cả vấn đề về tôn giáo. Khi mà hai tôn giáo lớn nhất tại đây là Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, mà hai tôn giáo này ghét nhau như thế nào ấy, thì các bạn đều biết cả rồi đấy. Chúng ta hãy cùng đi từ từng vấn đề một nhé. Đầu tiên là về vấn đề sắc tộc. Về cơ bản thì vào năm 1945, khi ông Sukarno kêu gọi người dân Indonesia đứng lên chống lại sự xâm lược của người Hà Lan, ông ta đã phải tuyển thêm khá nhiều freelancer về làm việc cho mình, điển hình là người Aceh, với lời hứa đó là sau khi giành được độc lập, ông ta sẽ cho phép người dân ở đây có quyền tự trị với luật Hồi giáo. Vậy nhưng, chỉ ngay sau khi Hà Lan cuốn cờ khỏi đây, thì Sukarno đã nuốt lời lập tức. Và đến đây thì cũng cần phải giải thích một chút, đó là rất nhiều người nghĩ rằng Hồi giáo là quốc giáo của Indonesia. Điều này là sai. Đúng là có đến 86% người dân Indonesia theo đạo Hồi. Tuy nhiên, hiến pháp của Indonesia thì không hề đề cập tới tôn giáo này là quốc giáo của họ. Do vậy, chúng ta không thể coi Indonesia là một quốc gia Hồi giáo giống như các nước Tây Á, Trung Đông, Bắc Phi, Malaysia hay là Brunei được. Và thực tế thì ngay từ đầu, ông Sukarno và các lãnh đạo Indonesia đã muốn xây dựng một nhà nước thế tục với sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Và đến đây thì các bạn có thể hiểu được tại sao khu vực này họ đòi ly khai rồi đấy. Nó không phải chỉ vì lý tưởng Hồi giáo, mà nó còn là vì sự công bằng cho dân tộc của họ nữa. Đó là về Aceh. Một khu vực khác nóng không kém, đó là Papua.
Nếu các bạn nhìn vào khu vực này, thì người bản địa ở đây có một sự khác biệt rất lớn với đại đa số người dân Indonesia. Ngay từ khi quay trở lại đây vào năm 1945, khi thấy tình hình chiếm lại toàn bộ Indonesia bắt đầu xa khỏi tầm tay, thì người Hà Lan đã quyết định chơi trò ăn không được thì đạp đổ. Họ đã nỗ lực ngăn chặn Indonesia nắm quyền kiểm soát khu vực này. Cho tới năm 1961 thì một quốc hội được bầu ở Tây New Guinea với kế hoạch độc lập trong vòng 9 năm. Thế nhưng quân đội Indonesia thì đã không nghĩ như vậy. Vì Mỹ và Hà Lan có mối quan hệ khá là thân, nên Indonesia biết rằng kiểu gì Mỹ cũng sẽ không bán vũ khí cho mình. Họ đã quay sang mua vũ khí của Liên Xô, từ súng bộ binh cho tới cả bom napalm. Thậm chí một số bằng chứng còn cho thấy Indonesia đã dùng cả vũ khí hóa học tại đây. Hàng chục ngàn lính và cả vũ khí hạng nặng đã được triển khai tới đây. Indonesia vẫn cho người dân ở đây bầu cử, nhưng là đứng trước hai sự lựa chọn: ly khai thì ăn đạn, ở lại thì ăn cơm. Và kết quả là chỉ có 1.025 người đi bầu cử, và đương nhiên là chọn ở lại tất. Và đương nhiên là cuộc bầu cử này thì bị phản đối, đặc biệt là bởi Hà Lan. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ khi này vì muốn Indonesia đứng về phía mình trong cuộc chiến tranh lạnh, nên đã gây sức ép buộc Hà Lan phải chấp nhận kết quả đó. Tuy nhiên thì Indonesia cũng chẳng vui mừng được quá lâu. Tới ngày 1 tháng 12 năm 1963, người dân tại đây đã đứng lên khởi nghĩa vũ trang đòi độc lập. Đây được gọi là phong trào Papua tự do. Đây là cuộc chiến xuyên thế kỷ của Indonesia, từ chiến tranh du kích đến tấn công cực đoan, vân vân, kéo dài từ tận năm 1963 cho tới tận ngày nay. Indonesia đã phải thay đổi chiến thuật. Họ chuyển sang chơi cái trò chia để trị. Và họ thì tách khu vực này thành 6 khu vực, đồng thời thì đưa cả người Java tới đây sống càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là kể từ năm 2007, Indonesia đã phát hiện ra nhiều mỏ dầu và rất nhiều tài nguyên khác tại đây. Và ngay ở thời điểm hiện tại, khu vực này vẫn đang vô cùng bất ổn. Năm 2019, Tổng thống Indonesia và Văn phòng Jakarta đã phải ra một tuyên bố khẩn cấp về tình trạng ở Papua do các cuộc biểu tình mất kiểm soát tại đây. Từ năm 2021 tới nay, các chỉ huy quân đội Indonesia tại Papua liên tục trở thành mục tiêu cho các nhóm chiến binh ly khai. Hiện nay thì tại Papua đang có 4 nhóm chiến binh ly khai là quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua, quân đội Tây Papua, quân đội cách mạng Tây Papua và quân đội quốc gia Tây Papua. Tiếp tục, chúng ta đến với khu vực Bắc Sulawesi và Nam Maluku. Hai khu vực này thì đang thực hiện một cuộc thập tự chinh phiên bản thu nhỏ. Tại quần đảo Maluku, khu vực này bị chia cắt rõ rệt bởi tôn giáo, khi những người ở phía Bắc thì theo đạo Hồi, còn phía Nam thì theo đạo Thiên Chúa. Hồi năm 1950, Nam Maluku tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nam Maluku, và lập tức thì quân đội Indonesia đã được điều tới đây để dập tắt cuộc ly khai này bằng một cuộc tàn sát đẫm máu. Cuộc chiến này kéo dài đến tận năm 1966, tức là 16 năm mới kết thúc, khi các lãnh đạo của phong trào này phải thành lập một chính phủ lưu vong tại Hà Lan. Kể từ đó cho tới nay, Indonesia luôn phải duy trì khoảng 12.000 quân chính quy tại đây, và họ cho cả người Hồi giáo di cư xuống đây. Tưởng là một nước đi khôn ngoan, thế nhưng nó lại là một nước cờ vô cùng sai lầm. Khi mà Hồi giáo ở cạnh Thiên Chúa giáo thì chẳng khác nào một rừng có hai hổ. Và kết quả là từ năm 1999 đến năm 2002, các cuộc xung đột tôn giáo ở đây đã khiến cho 5.000 người thiệt mạng, 700.000 người phải di rời nhà ở. Cho tới nay, những cuộc xung đột vẫn chưa kết thúc, khi hai bên Hồi giáo và Thiên Chúa giáo ở đây, dù không có súng, nhưng họ thì cũng lập mấy cái hội giống như kiểu trẻ trâu Việt Nam, vác phóng lợn đi đập nhau. Điển hình là vào ngày 25 tháng 4 năm 2004, khi người Thiên Chúa giáo kỷ niệm cuộc nổ dậy đó ly khai bất thành 54 năm về trước. Và hai team Thiên Chúa giáo, Hồi giáo nhân sự kiện này đã có một cuộc đụng độ khiến 10 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương. Tới ngày 11 tháng 9 năm 2011, không biết kẻ nào đã tung tin đồn nhảm rằng một thanh niên theo đạo Hồi bị một nhóm người Thiên Chúa giáo hạ sát. Và cái tin này nó đã kích phát một cuộc đụng độ giữa hai phe tôn giáo này, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Nhìn chung thì nếu ta nhìn vào những mâu thuẫn hiện tại thì có vẻ như Indonesia
có phần còn phức tạp hơn cả Myanmar. Cũng may là vì quân đội của họ vẫn còn mạnh, cho nên đến nay chưa có một nhóm nào có thể giang quân ra solo 1-1 với quân đội chính phủ. Mặt khác là do là quốc đảo, nên các lực lượng này cũng khó có thể liên kết để tạo thành các nhóm liên minh giống như ở Myanmar. Mới đây nhất, các cuộc biểu tình bạo loạn đã bị nghi ngờ là có sự nhúng tay của các lực lượng ly khai. Đương nhiên là điều này có cơ sở, khi mà chính quyền Jakarta đã bãi bỏ sự đổi luật, thế nhưng các cuộc bạo loạn vẫn không hề dừng lại, mà thậm chí còn leo thang. Nếu chúng ta nhìn rộng ra toàn Đông Nam Á, thì sẽ không khó để thấy rằng đa phần các quốc gia đều nằm trong tay các gia tộc chính trị. Khi tại Thái Lan thì có gia tộc Sinawatra, tại Philippines thì có đến 80% thống đốc, 67% phó thống đốc, 66% nghị sĩ và 53% thị trưởng các thành phố đều là các thành viên của các gia tộc chính trị. Tại Campuchia thì có gia đình ông Hun Sen. Tại Indonesia thì từ thời tổng thống đầu tiên là ông Sukarno, sau đó là Suharto, đều là các gia tộc chính trị. Tổng thống hiện tại của Indonesia là ông Joko Widodo thì cũng giống như vậy, khi mà con cái họ hàng của ông này cũng đều làm tỉnh trưởng, phó tổng thống hay là chánh án tòa án tối cao cả. Công bằng mà nói, dù Sukarno và Suharto đều bị chỉ trích là một chính quyền độc tài, tuy nhiên nhờ những chính sách hợp lý và cả những bàn tay sắt nữa, họ đã đưa Indonesia thoát khỏi thảm cảnh chia 5 x 7 như Myanmar, đồng thời thì đưa đất nước phát triển đi lên. Tuy nhiên điều này thì cũng khiến cho nhiều người Indonesia cảm thấy bất mãn. Mà kẻ thù của kẻ thù thì lại là bạn. Nếu các cuộc bạo loạn này có khả năng lật đổ chính quyền Indonesia giống như Bangladesh, đó sẽ là cơ hội ngàn năm có một để các nhóm chiến binh này vùng lên ly khai và đòi tách ra độc lập. Tổng kết lại, Indonesia và Myanmar là một kịch bản nhưng đi theo hai hướng phát triển. Hai bên đều phải đối mặt với vấn đề ly khai, đều từng thiết lập chế độ độc tài, gia tộc chính trị và từng có thời kỳ quân đội nắm quyền. Chỉ khác là một ông cho tới nay vẫn kiểm soát được tình hình, còn một ông thì rơi vào hỗn loạn